Hội đồng Bảo an kêu gọi Cộng hòa Trung Phi thi hành hiệp ước đình chiến, tin từ New York. Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an là đại sứ Masood Khan của Pakistan đã nói rằng các nước thành viên hội đồng hoan nghênh cuộc đàm phán của các phe phái Cộng hòa Trung Phi tại thủ đô Libreville của Gabon từ ngày 8 tới ngày 11 tháng Giêng năm 2013 và đã ký hiệp ước đình chiến, hiệp ước chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chính phủ Tổng thống Bozis và loạn quân Selaka đã đồng ý thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia chấm dứt cuộc nổi dậy uy hiếp thủ đô Bangui. Đại sứ Khan nói thêm rằng các nước thành viên hội đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải thi hành những hiệp ước này, các phe phái phải thi hành với tinh thần chân thành phải cam kết với hòa bình cuối cùng tại Cộng hòa Trung Phi. Các bản hiệp ước đã được ký ở thủ đô Libreville của Gabon sau 3 ngày đàm phán với sự hòa giải của các nước trong vùng. Các tổ chức nhân đạo nói rằng nếu loạn quân tấn công vào thủ đô Bangui sẽ tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo rất lớn. Phát ngôn viên Eric Massey của loạn quân tuyên bố bản hiệp ước rất cần thiết cho quốc gia, tránh gây tăng tốc cho người dân, nhưng chiến tranh có thể bùng nổ lại nếu chính phủ không nghiêm chỉnh thi hành các điều khoản trong bản hiệp ước. Loạn quân Seleka đã đòi trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, quân đội ngoại quốc phải rút về nước. Theo bản hiệp ước, thì Thủ tướng Chính phủ Liên hiệp phải là người của đối lập, bầu cử quốc hội phải được tổ chức trong vòng 12 tháng để thay thế quốc hội hiện nay.